Chào mừng bạn đang xem tại kênh Kỳ Quy Chuyện. Mời bạn xem tập tiếp theo bộ truyện Nguyên Tôn, tập 251. Tổ tông Triệu Mục Thần chính là thôn thôn, quan hệ đặc biệt Chu Nguyên, yêu yêu. Chúc bạn xem video vui vẻ. Xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Không khí tưng bừng ở cả trong lẫn ngoài đại điện luyện đan kéo dài hồi lâu đều khó mà bình phục lại. Ngay cả mấy vị thánh giả đều chậm chạp chưa từng can thiệp, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng loại xác suất thành công này đại biểu cho điều gì mặc dù bọn họ cũng tạm thời không có cách nào thăm dò rõ ràng, lần này luyện được 26 viên đến tột cùng là bởi vì Chu Nguyên hay vẫn là yêu yêu, nhưng chuyện này kỳ thật không cần thiết để ý tới, bởi vì trọng yếu là kết quả, chỉ cần xác suất thành công có thể ổn định loại kết quả này, đừng bảo là yêu yêu phải dùng Chu Nguyên thay thế từ Bắc Diễn, cho dù nàng là muốn dùng một con chó đến nổi, vậy cũng không có bất luận kẻ nào dám có ý kiến, trên quảng trường sôi trào, Triệu Mục thần mặt không biểu tình, loại kết quả gần như không thể tưởng tượng nổi này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hắn nhớ là khi ở trên đại hội giao lưu giữa cửu vực, bản thân bị Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện đánh bại thì lúc đó cũng đưa tới rất nhiều lời bình luận khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bây giờ, loại chuyện này giống như là lại tái hiện, chuyện duy nhất khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn chút chính là, lần này hắn là người đứng xem, triệu mục thần có chút thương hại nhìn thoáng qua vị trí của từ bắc diễn, gia hỏa này cũng coi là nhân vật phong vân trong thành chư thiên kết quả hắn tựa hồ là có chút đánh giá thấp Chu Nguyên, bởi vì tên hỗn đản này đơn giản chính là khắc tinh chuyên nghiệp của tất cả nhân vật phong vân. Năm đó, hắn ở Hỗn Nguyên Thiên là phong quang bực nào, thậm chí còn được gọi là tồn tại vô địch trong hàng ngũ thần phủ cảnh, nhưng cuối cùng, hắn cũng bị Chu Nguyên đạp xuống. Lần đó, nếu như không phải là tâm tính của hắn cứng cỏi, cuối cùng lại là từng bước một bò lên, chỉ sợ một lần kia thật sự là sẽ bị Chu Nguyên dẫm cho khó mà xoay người. Mà sau đó, thông qua vô số sự kiện, Triệu Mục Thần nhạy cảm phát hiện, tựa hồ những kẻ đã từng đối đầu với tên hỗn đản Chu Nguyên này đều không có kết quả quá tốt. Thế là, hắn quả quyết áp chế cửu hận của bản thân, đổi mục tiêu. Nếu đụng không thắng, vậy liền lùi bước đi. Triệu mục thần xưa nay không cảm thấy đây là chuyện gì mất mặt, bởi vì chỉ có cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Ở một bên, vào lúc này, thân thể vốn đang căng cứng của tổ ấu vi cũng thả lòng hơn. Dường như tâm tình của nàng vô cùng tốt, giữa lông mày kiều diễm đều là biểu hiện rõ ý mừng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía triệu mục thần và nói, xem ra lần này ngươi tiết kiệm được một viên tổ long đan rồi đó đây là nói lúc trước triệu mục thần không dám đánh cược cùng nàng triệu mục thần có chút khó chịu nhưng cũng chỉ có thể hử lạnh một tiếng chúng ta đợi chút nữa rồi đi lên chúc mừng điện hạ tổ ấu phi trưng cầu ý kiến của bọn họ võ giao do dự một chút cuối cùng cái cằm nhọn xinh đẹp trắng như tuyết nhẹ nhàng điểm một cái triệu mục thần thì là cự tuyệt không chút do dự ta không đi chính các cô đi thôi tuy rằng hắn không muốn là địch nhân với trung nguyên nhưng khúc mắc trong lòng khẳng định là vẫn có triệu mục thần hoàn toàn không muốn lên đi chúc mừng bởi vì làm vậy đơn giản là khiến cho chính mình cảm thấy khó chịu mà thôi tổ ấu vi cũng không quan trọng chỉ là nói tùy ngươi đi về sau điện hạ chắc sẽ tiếp tục hiệp trợ luyện chế tổ long đan quyền lợi cũng không nhỏ nếu như có thể nói mấy lời giúp chúng ta thuận lợi khi hối đoái tổ long đan vậy ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều công sức lời sau cùng thì là nói với võ giao nghe được lời nói của tổ ấu vi võ giao đúng là có chút động tâm dù sao chỉ có những người đã trải qua sự gian nan ở trong hư không chiến trường kia thì mới có thể minh bạch cướp đoạt tàn hồn của Tổ Long là chuyện nguy hiểm cỡ nào, hơn nữa, điểm mấu chốt chính là đối với người ở trong thành Chư Thiên thì Tổ Long Đan vẫn rất quý hiếm, tình huống tóm lại vẫn là sư nhiều cháu ít, có đôi khi ngay cả có đầy đủ lệnh bài trao đổi thì cũng cần phải chờ đợi trong thời gian không ngắn, mà nếu như Chu Nguyên có thể ra tay hỗ trợ thì sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện phiền phức cho các nàng, tối thiểu nhất là có thể giúp các nàng lấy trước đến Tổ Long Đan, giúp thực lực của bản thân tăng lên một chút như vậy sau này khi đi làm nhiệm vụ sẽ an toàn hơn nhiều nói không chừng cũng bởi vì một phần thực lực tăng lên này sẽ khiến cho bản thân bảo vệ được tính mạnh võ giao mặc dù là người kiêu ngạo nhưng nàng lại cũng không cổ hủ thế là nàng gật gật đầu hai nữ liền kết bạn tiến lên chỉ có điều mới đi được hai bước cả hai đều phát hiện sau lưng có chút động tĩnh hai nàng quay đầu lại và chính là nhìn thấy triệu mục thần đi theo đuôi hắn cúi đầu giống như tìm được thứ gì đó ở trên mặt đất vậy phát hiện được ánh mắt của hai nàng triệu mục thần ngẩng đầu mặt không thay đổi nói ta muốn đi xem tên kia hiện tại đến tột cùng là đang ở cấp độ gì về sau cũng phải phòng bị một chút tô ấu phi cùng võ giao liếc nhìn nhau khóe môi đều khẽ cong lên sau đó không tiếp tục để ý đến triệu mục thần cất bước đi về phía trước triệu mục thần tự nhiên cũng nhìn thấy được nụ cười nhẹ trêu tức trên mặt các nàng kia dù là lấy tâm tính của hắn thì cũng cảm thấy da mặt nóng lên chợt hắn hử lạnh một tiếng phất tay áo rồi hiên ngang bước đi theo chỉ cần có thể tăng thực lực lên hắn có gì mà không thể chịu đựng người có thể nhẫn nhịn chịu đựng mới có thể là người cười đến cuối cùng trong đại điện chu nguyên đã lấy hộp ngọc ra ở trong rất nhiều ánh mắt nóng bỏng kia hắn nhanh chóng thu 26 viên tổ long đan vào sau đó liền muốn giao nó cho yêu yêu nhưng mà yêu yêu chỉ là khoát tay áo tùy ý nói chàng thu đi ở chung quanh lò luyện đan bảy màu nhìn thấy cảnh tượng này những cường giả pháp vực cảnh kia đều khẽ giật mình chợt tất cả cùng nhìn về phía chu nguyên với ánh mắt phức tạp trong dĩ vãng khi quá trình luyện đan kết thúc từ bắc diễn sẽ thu đan rồi đều cho giao cho thần nữ bảo quản mà bây giờ thần nữ lại hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp để Chu Nguyên thay mặt thu, chuyện này đủ khiến cho thấy quan hệ giữa hai người cực kỳ không tầm thường. Thấy mọi chuyện đã xong xuôi, 13 vị cường giả pháp vực cảnh đứng dậy, chuẩn bị lui ra, chỉ có điều, vào lúc này, Yêu Yêu lại liếc mắt nhìn qua, giọng nói thanh lãnh vang lên, "Chờ một chút." 13 vị cường giả pháp vực cảnh đều khẽ giật mình, nhưng cũng nhanh chóng dừng lại và quay đầu nhìn. Ánh mắt của Yêu Yêu trực tiếp là dừng lại ở trên người một vị cường giả pháp vực cảnh, giọng nói thanh lãnh đạm mạc lại tiếp tục vang lên về sau ngươi không cần tới nữa nguyên nhân thì chắc hẳn ngươi biết rõ ràng nghe được lời nói của yêu yêu sắc mặt của cường giả pháp vực cảnh kia lập tức biến đổi hắn mấp máy môi giống như là muốn nói điều gì để giải thích nhưng cuối cùng một câu đều không nói ra run rẩy quay người rời đi cảnh tượng bất thình lình xảy ra này làm cho không ít người đều cảm thấy có chút kinh ngạc chỉ có điều chợt bọn họ giống như là đã nghĩ đến điều gì đó lúc trước khi trung nguyên khống hỏa thì suýt nữa đã xảy ra sự cố khi đó 13 luồng nguyên khí của các vị cường giả pháp vực cảnh kia nguyên bản bình tĩnh lại đột nhiên mất khống chế, trước đây bọn họ còn tưởng rằng là do năng lực của Chu Nguyên không tốt, nhưng hôm nay, sau khi tận mắt chứng kiến kết quả của quá trình luyện đan, nguyên nhân này trực tiếp bị phủ định, mà nếu nguyên nhân không phải là ở chỗ Chu Nguyên thì phải là chủ nhân của 13 luồng nguyên khí kia có vấn đề. Hiện tại nhìn thấy biểu cảm của cường giả pháp vực cảnh kia, bọn họ cũng nhanh chóng minh bạch, hẳn là bởi vì người trước lúc ấy gây ra rủi ro, dẫn đến nguyên khí mất khống chế chứ không đề cập tới trong này đến tột cùng có âm mưu hay không. Nhưng một vị cường giả pháp vực cảnh vậy mà lại để cho nguyên khí của bản thân vô tình mất, không chế trong nháy mắt. Loại sai lầm cấp thấp này vốn cũng không nên xuất hiện, cho nên trực tiếp bị đá ra đội ngũ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế là trong ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía cường giả pháp vực cảnh kia đều có ẩn chứa biểu cảm thương hại. Người cung cấp nguyên khí cho quá trình luyện đan chính là một công việc béo bở, mặc dù không bằng người hiệp trợ như Trung Nguyên nhưng đãi ngộ cũng cực kỳ tốt. Lúc trước có không biết bao nhiêu người tham gia tranh đoạt, bây giờ ném đi vị trí này vì một lý do buồn cười như vậy, thật là khiến cho người ta phải cảm thấy sụt sịt. Nhìn qua cảnh tượng này, Chu Nguyên ngược lại là không nói gì, hắn ẩn ẩn cảm giác được phía sau việc này không có đơn giản như vậy, nhưng việc này cũng không có chứng cứ xác thực gì, cho nên nói những lời này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ở mặt ngoài giàn xếp ổn thỏa, âm thầm cảnh giác đề phòng nhiều hơn. Chu Nguyên thầm nghĩ, sau đó ánh mắt thì là nhìn về phía ba bóng người quen thuộc đi đến đại điện luyện đan kia, lúc này trên mặt chính là có một nụ cười nhẹ nổi lên chúc mừng điện hạ luyện đan thành công nhìn qua bóng người tuổi trẻ thân thể thẳng tắp kia tổ ấu vi lập tức mỉm cười sau đó ánh mắt lại là có chút phức tạp nhìn thoáng qua yêu yêu đang ngồi trên đài ngọc trắng ở cách đó không xa võ giao cũng gật nhẹ đầu đối với chu nguyên chu nguyên nhìn qua bọn họ nói võ chỉ đế cơ âm dương sư thôn vệ chi tử từ khi chia tay đến giờ mọi người cũng không có vấn đề gì chứ nói xong chính hắn cũng không nhịn được mà khóe miệng có chút co quắp tổ ấu vi không nhịn được che mặt ngay cả người lãnh ngạo như võ giao thì trên gương mặt xinh đẹp kia đều hơi hồng lên, hiển nhiên là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Điện hạ, đây đều là danh hiệu người bên ngoài tự phong, cũng không có quan hệ với chúng ta. Tô ấu vi vô lực giải thích, ta ngược lại cảm thấy những danh hiệu này thật ra rất chuẩn xác. Triệu mục thần cười nhạt một tiếng, cũng không coi đây là hổ thẹn, ngược lại là ánh mắt thiêu khích nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên, hai năm này ngươi biến mất, không có tung tích, cho nên danh khí có thể đã bị chúng ta ép xuống. Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn qua triệu mục thần, đột nhiên cười nói, triệu mục thần, có một chuyện ta vẫn muốn nói với ngươi, triệu mục thần nhíu mày, cái gì, khóe miệng của Chu Nguyên nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, chợt tay hắn vỗ lấy, đúng là cách không chụp thôn thôn đang nằm ngủ ở trong ngực yêu yêu tới, sau đó ném cho triệu mục thần, chính là muốn giới thiệu cho ngươi một vị tổ tông, bóng đen đập vào mặt, triệu mục thần trao mày, bàn tay vỗ xuống, muốn trực tiếp đẩy nó ra, chỉ có điều, cho dù làn da cùng bóng đen kia vừa mới tiếp xúc thì trong nháy mắt, một luồng ba động thần bí không có cách nào để hình dung bỗng nhiên từ chỗ sâu nhất trong thân thể của hắn lan tràn ra ở dưới tác động của loại ba động này bàn tay vốn muốn đánh ra thành trưởng của triệu mục thần lại trực tiếp hóa thành động tác nâng giờ bóng đen kia ở trong tay phanh sau đó hắn cơ hồ là không tự chủ được quỳ một gối xuống hai tay của hắn nâng ở trước mặt mà lúc này thôn thôn mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ nó mở to con mắt còn buồn ngủ nhìn quan nam tử đang quỳ một chân trên đất ở trước mắt và lúc này một người và một thú tương đối mở mịt khi triệu mục thần quỳ xuống thì trong một chớp mắt kia cả người hắn hiển nhiên là ở vào một loại trạng thái giống như là đang nằm mơ bởi vì thúc đẩy hắn quỳ xuống cũng không phải là bất kỳ luồng sức mạnh bên ngoài nào mà là một loại sức mạnh có nguồn gốc từ tận chỗ sâu nhất ở trong thân thể của hắn mà bản thân hắn lại cực kỳ quen thuộc với loại sức mạnh kia năm đó khi hắn chỉ là một người bình thường nhỏ yếu cũng chính là nguồn sức mạnh này làm cho hắn lần lượt thuế biến đó là thao chi khí phận của hắn mà bây giờ cũng chính là nguồn sức mạnh này làm cho hắn không chút do dự quy xuống khi chạm vào vật nhỏ kia ở một bên nhìn qua cảnh tượng này cho dù là với tâm tính đã được rèn luyện rất lâu thì tổ ấu vi cùng võ giao cũng nhịn không được mà khiếp sợ kinh ngạc đến mức há to miệng bởi vì đã trực tiếp hợp tác cùng triệu mục thần trong hai năm qua cho nên các nàng tự nhiên rất rõ ràng trong lòng nam nhân này là kiêu ngạo cỡ nào loại người này có thể bị người trực tiếp gạt bỏ nhưng lại khó có khả năng làm cho hắn thực sự tâm phục khẩu phục chính vì vậy lúc các nàng nhìn thấy triệu mục thần gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống thì lập tức cảm thấy hoang đường chỉ có điều tô ấu phi cùng võ giao đều là người thông minh rất nhanh ánh mắt của hai nàng đã nhận ra cho dù là đã quỳ một chân xuống nhưng hai tay của triệu mục thần vẫn như cũ là duỗi ra vững vàng nâng con thú nhỏ kia lên cao giống như là tín đồ thành kính đây là thôn thôn sao tô ấu phi hơi kinh ngạc hiển nhiên là nhận ra con thú nhỏ đáng yêu bồi bạn ở bên người chu nguyên ở thành đại chu năm đó lúc này thôn thôn cũng đã thoát ly khỏi trạng thái buồn ngủ nó chớp mắt nhìn chằm chằm vào triệu mục thần ở trước mặt người có khuôn mặt vẫn như cũ ở vào trong trạng thái mở mịt kia sau đó trong đôi mắt nhỏ của nó xẹt qua biểu cảm khó nói hiển nhiên là trong nháy mắt này nó đã cảm ứng được liên hệ đặc thù giữa hai bên nó là tổ thao chính là tồn tại duy nhất giữa thiên địa mà thiên địa đúng là có rất nhiều chuyện thần dị xảy ra thao chi khí vận ở trong cơ thể của triệu mục thần kia chính là sinh ra từ tiên thiên thánh thú như tổ thao nói theo một ý nghĩa nào đó thì cả hai hoàn toàn chính xác là đồng nguyên mặc dù trước đó cả hai cơ hồ chưa bao giờ từng tiếp xúc chỉ có điều một khi cả hai tiếp xúc thì tự nhiên sẽ giống như thể hồ quán đỉnh mà biết được hết thảy mọi chuyện nhìn qua triệu mục thần hồi lâu đều không có hoàn hồn giống như là choáng vắng vậy chu nguyên ngược lại là có chút lo lắng chẳng lẽ chuyện một vị tổ tông từ trên trời rơi xuống này quá kích thích làm cho gia hỏa này bị choáng đến ngốc luôn rồi hả nhưng hắn nhớ năm đó khi gia hỏa này bị hắn dẫm thành như thế mà cũng còn có thể xoay người không qua giống là người yếu ớt như vậy chứ nói thật quan hệ giữa hắn cùng triệu mục thần có chút phức tạp thật muốn nói rõ thì nên tính là địch nhân nhưng ở trong cổ nguyên thiên kia hai bên lại đã từng hợp tác qua cho nên tại triệu mục thần không có lần nữa triển lộ địch ý trước đó chu nguyên ngược lại là không có nhỏ hẹp dung không được hắn chu nguyên vân tay dự định sẽ sách thôn thôn đang được triệu mục thần bưng lấy trở về chỉ có điều hắn bàn tay vừa vươn ra thì triệu mục thần tựa như là lập tức phát hiện ý đồ của hắn người sau nhanh chóng quỳ một gối xuống rồi trượt lui lại về phía sau mấy bước Biểu cảm mờ mịt trên khuôn mặt kia rốt cục cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần thu liễm, ánh mắt của hắn tập trung vào thôn thôn đang ngồi trên bàn tay của mình. Sau đó trên mặt có một nụ cười tươi biểu đạt sự tôn kính xen lẫn thân cận nổi lên. Tổ thờ đại nhân, đời này có thể gặp được ngài quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Và lúc này, giọng nói của triệu mục thần có thể nói là nhu hòa đến mức bất ngờ. Mấy người chu nguyên, tổ ấu vi, võ sao cơ hồ chưa từng nghe qua. Chỉ có điều lời nói này thật sự là khiến cho người ta có chút miên man bất định trong lúc nhất thời ánh mắt của mấy người khi nhìn về phía triệu mục thần cũng trở nên quỷ dị triệu mục thần vẫn không để ý tới bọn họ chỉ là con mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào thôn thôn gương mặt xưa nay vốn lạnh lẽo lúc này lại trông đặc biệt hiền lành bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng lúc vừa mới tiếp xúc với thôn thôn một luồng cảm xúc khó nói lên thành lời dũng mãnh tiến ra từ chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn loại cảm xúc kia thân cận giống như là chân chính nhìn thấy thân nhân vậy triệu mục thần cũng không có kháng cự loại tâm tình này xuất hiện bởi vì hắn minh bạch đây chính là cảm xúc đến từ thao chi khí vận, loại sức mạnh này đã xuất hiện từ khi hắn sinh ra cho đến nay. Nó giúp hắn cải biến toàn bộ vận mệnh, khi hắn bị dẫm đạp đến trong nước bùn thì cũng chính nguồn sức mạnh này trở thành trụ cột sau cùng của hắn, cho nên hắn vẫn luôn cảm kích loại sức mạnh thần bí này. Trước đây, hắn không biết được loại sức mạnh này phát ra từ đâu, nhưng bây giờ, hắn biết, ánh mắt của triệu mục thần say mê nhìn qua thôn thôn, mỗi một sợi lông tóc trên thân thể của người sau kia đều tựa như là tàn ra huỳnh quang, tràn đầy thần bí cùng cường đại thôn thôn cũng đang hiếu kỳ đánh giá triệu mục thần nó có thể cảm ứng được loại tình cảm thân cận kia của người sau lúc này móc ra phiền đá móng vốt lạt tả lướt qua sau đó giơ lên người rất không tệ làm tiểu đệ của ta đi triệu mục thần cười cười nụ cười tươi thân cận mà cưng chiều đại nhân có việc cần triệu mục thần tự sẽ toàn lực ứng phó hắn trả lời tự nhiên như thế không có nửa điểm kháng cự cùng bất mãn ở một bên mấy người chu nguyên nhất thời ngây ra bọn họ hiểu khá rõ sự kiêu ngạo ở trong lòng triệu mục thần ngay cả người đã từng đánh bại hắn là Trung Nguyên, nếu như dám nói thu hắn làm tiểu đệ thì chỉ sợ cũng chỉ có thể rước lấy những lời mỉa mai cùng những nụ cười lạnh mà thôi. Nhưng hôm nay, Triệu Mục Thần lại nhận thôn thôn làm lão đại, hơn nữa trông còn có vẻ như là cực kỳ cam tâm tình nguyện vậy. Chuyện này thật sự là khiến cho người ta có cảm giác khó nói lên thành lời, nhưng đối với hành động cùng biểu cảm của Triệu Mục Thần, thôn thôn lại có vẻ rất hài lòng. Nó rỗi móng vớt ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của Triệu Mục Thần, sau đó quay đầu, rơi phiến đá thu tiểu đệ kia với Trung Nguyên ý kia rất rõ ràng, lại là dự định để Chu Nguyên cũng làm tiểu đệ của nó. Lan, đối với chuyện này, Chu Nguyên chỉ là bị mơ khinh thường, tên tiểu hỗn đản này đơn giản là muốn loạn bối phận, yêu yêu là chủ nhân của nó, mà yêu yêu là thê tử của ta, nói cách khác, ta cũng hẳn là chủ nhân của ngươi mới đúng, ngươi lại còn dám muốn thu ta làm tiểu đệ của ngươi hay sao? Sau đó, hắn xòe bàn tay ra, tóm lấy phần da sau đầu thôn thôn rồi nhấc nó lên, Chu Nguyên, hãy tôn trọng tổ thao đại nhân một chút, nhìn thấy cảnh tượng này, triệu mục thần lập tức giận dữ, khiển trách quát mắng nghe thấy lời nói này của triệu mục thần chu nguyên lập tức ngẩn người hắn nhìn qua biểu cảm giận dữ ở trên mặt của triệu mục thần kia trong lúc nhất thời cảm giác mình thật sự là giờ lên tảng đán nện chân của mình lúc trước hắn chỉ là thấy triệu mục thần có chút phách lối cho nên liền định ném thôn thôn ra trêu đùa người sau một chút kết quả ai có thể nghĩ tới thôn thôn trực tiếp cho thấy một mặt uy nghiêm của tiên thiên thánh thú lắc cái mông một cái đã thu một nhân vật phong vân làm tiểu đệ trung thành mẹ nó phân sáng nhân vật chính của ngươi tại sao lại mạnh như vậy vậy sau này ta khi dễ thôn thôn có phải là sẽ bị tiểu đệ của nó giận dữ máng mỏ hay không nhìn thấy biểu cảm trên mặt chu nguyên không ngừng biến ảo thôn thôn dường như biết được suy nghĩ của hắn vậy nó lập tức dối móng vuốt ra chỉ vào hắn cười giễu cợt chờ thôn thôn uốn éo thân thể không gian hơi vặn vẹo và mọi người nhìn thấy nó đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của triệu mục thần dương dương đắc ý làm mặt quỷ đối với chu nguyên chu nguyên liếc mắt đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của triệu mục thần kia càng là cảm giác được trong lòng có chút khó chịu chỉ có điều thôn thôn cũng không có đắc ý được bao lâu một cánh tay nhỏ trắng mảnh khảnh như ngọc nhô ra từ hư không trực tiếp là kéo lấy một lỗ tai của nó thôn thôn lập tức kịch liệt rằng co nhưng khi nó nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ có chút băng lãnh của chủ nhân của bàn tay ngọc kia thì lập tức ngoan ngoãn không dám nhúc nhích mà có thể làm cho con hàng thôn thôn này ngoan ngoãn như thế tự nhiên là chỉ có yêu yêu nàng không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh chu nguyên lúc này chính giữa ngón tay ngọc ra nắm lỗ tai của thôn thôn nhưng lần này nàng lại không ôm nó vào trong ngực ngược lại là còn nhíu mày quan sát nó một chút, chợt thản nhiên nói. Đi rửa sạch sẽ, lần sau lại để trên thân nhiễm phải khí tức của người ngoài thì ta sẽ phạt ngươi thủ vệ, thôn thôn ủ dụ cúi đầu đáp ứng. Đến lúc này, nó mới nhớ lại, yêu yêu thế nhưng mà có bệnh thích sạch sẽ. Bình thường, nó cùng chu nguyên chơi đùa, nhiễm khí tức của người sau thì không sao nhưng mà lúc trước nó cũng lăn vài vòng ở trên đỉnh đầu của triệu mục thần, lập tức liền bị yêu yêu chê. Ba người triệu mục thần, võ giao, tổ ấu phi trông thấy yêu yêu đến thì cũng khẽ giật mình chờ tất cả đều là ôm quyền hành lễ bài kiến thần nữ đại nhân tô ấu vi lặng lẽ quan sát yêu yêu một chút kỳ thật năm đó khi còn ở đại chu vương triều nàng cũng từng có tiếp xúc với yêu yêu hai bên xem như là có quen biết chỉ có điều trong hai năm này khi gặp lại yêu yêu thì nàng lại có cảm giác người sau cực kỳ lạ lẫm loại cảm xúc ra cách lạnh nhạt kia của yêu yêu làm cho nàng cũng rất khó đến gần cho nên trong hai năm qua mặc dù hai người từng chạm mặt nhưng cơ hồ không có trò chuyện với nhau câu nào chỉ có điều chuyện làm cho ba người tổ ấu phi có chút ngoài ý muốn chính là yêu yêu cũng không có trực tiếp rời đi giống như là dĩ vãng vậy ngược lại là dẫn theo thôn thôn đứng ở bên cạnh chu nguyên dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh tựa như là tiên tử ở trên nguyệt cung làm cho người ta có một loại cảm giác kính sợ không dám tiết độc ánh mắt của ba người có chút lấp lóe cuối cùng tổ ấu phi vẫn không thể nào nhịn xuống nàng nhìn về phía chu nguyên nhẹ giọng hỏi điện hạ người cùng thần nữ đại nhân đến tột cùng là có quan hệ như thế nào vậy lời này vừa nói ra đôi mắt phượng của võ giao cũng lập tức nhìn về hướng chu nguyên mà yêu yêu cũng khẽ rời ánh mắt trong con ngươi xưa nay có chút đạm bạc kia giống như là cũng có ba động dị dạng thoáng xẹt qua đôi mắt đẹp của tô ấu phi cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào chu nguyên không rời ở một bên triệu mục thần cảm giác được bầu không khí có chút cổ quái giờ khắc này trong lòng của hắn không nhịn được có một ý niệm hiện lên đó là bản thân hắn tựa như là không nên xuất hiện ở chỗ này trong thời điểm này khi câu hỏi của Tô Ấu Vi vừa thì không khí trong khu vực xung quanh mấy người đang đứng tựa như là đã động lại một cách khó hiểu trong trợ mắt. Ánh mắt của mấy người đều dừng lại ở trên gương mặt của Chu Nguyên. Kỳ thật chuyện liên quan tới quan hệ giữa Chu Nguyên cùng thần nữ đại nhân tuyệt đối được tính là chủ đề mà các vị thiên kiêu trong thành chư thiên quan tâm nhất. Chỉ có điều trước đây mặc dù có rất nhiều người suy đoán, nhưng chung quy là không ai thật sự dám kết luận. Đương nhiên, không hẳn là không nghĩ, nói chuẩn xác hơn là không muốn nghĩ đến trong lòng của bọn họ không muốn thừa nhận thần nữ đại nhân thật sự có vượt qua quan hệ bạn bè với Chu Nguyên. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mấy người, Chu Nguyên đầu tiên là ngơ ngác một chút, cho thản nhiên cười nói, ta cùng yêu yêu làm bạn nhiều năm, nếu như không có nàng làm bạn, chỉ sợ ta cũng sẽ không đi được đến một bước này. Những năm này chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng ta, nàng vĩnh viễn không phải là thần nữ gì, mà sẽ mãi chỉ là yêu yêu năm đó theo ta đi ra từ trong tổ địa của Chu Gia kia. Ở nhiều năm trước kia, thiếu niên non nớt vừa mới mở ra tám mạch, mang theo cô gái u mê, mới vào nhân thế, có lẽ chính là từ khi đó, hai người đã bắt đầu một mực quấn quýt ở cùng một chỗ, cũng không còn cách nào tránh thoát, lúc Chu Nguyên rất lời, ba người ở trước mặt đều thất thần, Triệu Mục thần là thuần túy bị chấn kinh, hắn chấn kinh bởi vì biết được quan hệ giữa Chu Nguyên cùng thần nữ lại thật sự là tình lữ, hắn hiểu được, nếu như lời này truyền đi thì toàn bộ thành Chư Thiên đều sẽ vì thế mà chấn động, tuy rằng hắn cũng không có cái tâm tư gì khác với thần nữ nhưng lần đầu tiên nghe thấy việc này thì trong lòng cũng không khỏi xuất hiện cảm xúc hơi khác thường. Đó là một loại cảm xúc ghen ghét theo bản năng đi. Tuy rằng dung nhan cùng khí chất của thần nữ đại nhân tuyệt đối có thể được coi là đỉnh tiêm, nhưng thật muốn sao ra, tổ ấu vi cùng võ giao ở trước mắt hắn cũng đâu có kém gì, thậm chí còn có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, không người nào hoàn toàn vượt qua được người nào. Ở trong thành chư thiên này, các nàng cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng thân phận của thần nữ quá trói mắt, điều này đơn giản chính là độc dược chí mạng tràn đầy dụ hoặc đối với rất nhiều nam nhân lại thêm nữa là người có thể đi vào thành chư thiên tất nhiên là tinh nhuệ đỉnh tiêm trong chư thiên nhân vật bực này ở trong thế lực cũng như chỗ thiên vực của mình hoàn toàn chính là tồn tại được vạn chúng chú mục cho nên khi bọn họ nhìn thấy thứ lóa mắt như vậy thì động tâm là điều khó tránh khỏi mà cảm xúc ở trong lòng của võ giao thì có hơi phức tạp nói thật trong lòng của nàng cũng không hề có mấy phần tình cảm nam nữ với trung nguyên lúc trước kia hai người là địch nhân chứ không phải là bạn bè nhưng bởi vì trong cơ thể của nàng có thánh long chi khí đến từ chu nguyên khiến cho hai người tranh đấu nhiều năm phần nhân quả dây dưa kia thật là khó mà làm rõ chỉ có điều đối với chu nguyên nàng ngược lại là có cảm xúc ưu ái cùng thưởng thức toàn túy bởi vì nàng cũng rõ ràng ở năm đó người trước mắt đã bị đánh rơi xuống vực sâu thế nào nhưng hắn cuối cùng lại là có thể leo ra từ trong vực sâu đồng thời cuối cùng còn nghịch chuyển hết thảy phần tâm tính cùng bản lĩnh này là nguyên nhân khiến cho võ giao một mực xem trọng chu nguyên cho nên đối với quan hệ giữa chu nguyên cùng thần nữ cảm xúc chủ yếu ở trong lòng của nàng lúc nào chỉ là kinh ngạc bởi vì ở trong cảm giác của nàng vị thần nữ đại nhân này quá mức đạm bạc với tính cách như vậy mà cũng có nam tử có thể làm cho nàng để bụng hay sao đây cũng thật là một chuyện khiến cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi mà khác với triệu mục thần và võ giao lúc này ở trong lòng tô ấu vi cảm thấy cực kỳ khổ sở đáp án mà chu nguyên thản nhiên nói ra đã làm cho nàng không nhịn được khẽ cắn chặt hàm răng và đôi môi đỏ thắm bởi vì trong lòng của nàng vẫn luôn thích chu nguyên hoặc là nói từ ngày mưa to trong thành đại chu đó khi chu nguyên tung cước đá văng cánh cửa đã đóng chặt của y quán kia thì ở trong lòng của nàng đã in dấu xu cái bóng của hắn cho dù bây giờ nàng sớm đã không phải là tiểu cô gái bẩn thỉu ở trong nước bùn của năm đó nhưng mà trong lòng của nàng vẫn một mực nhớ kỹ cảnh tượng kia qua nhiều năm như thế đã có rất nhiều thiên kiêu đỉnh tiêm bày tỏ tình cảm với nàng nhưng nàng đều cười yếu ớt từ chối nhã nhặn bởi vì nàng biết cảnh tượng ở chỗ sâu trong nội tâm của nàng kia vĩnh viễn sẽ không bởi vì bất kỳ nguyên nhân gì mà nhạt nhòa cho nên nàng cũng không thể lại tiếp nhận nam tử khác mà bây giờ người trong lòng lại thừa nhận với nàng là đã thích người khác dù là người có tính cách mềm dẻo như tô ấu vi thì lúc này đều cảm thấy trong lòng chua sót chỉ có điều trên gương mặt thanh lệ của nàng cũng không có hiển lộ quá nhiều biểu cảm chỉ là sau khi trải qua mấy giây trầm mặc mặt giãn ra nở nụ cười tươi nói khẽ điện hạ cùng thần nữ đại nhân ngược lại là rất sướng đôi chu nguyên nhìn qua tô ấu vi đang miễn cưỡng vui cười trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì hắn cũng không phải là người ngu dốt, tự nhiên là có thể cảm giác được tội ấu phi có một phần tình cảm đối với hắn, chỉ là tình cảm loại chuyện này thật sự là không có cái đạo lý gì có thể nói. Tô ấu vi cũng biết được cảm xúc lúc này của bản thân không tốt, cho nên sau khi nói xong, nàng nhanh chóng quay người rời đi, triệu mục thần cùng võ giao cũng nhanh chóng đi theo, nhìn thấy bọn họ rời đi, trong lúc nhất thời Trung Nguyên cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ở một bên, vốn một mực không nói lời nào, yêu yêu lại đưa mắt nhìn qua, ánh mắt của nàng tựa hồ là trở nên nhu hòa hơn ngày bình thường rất nhiều, chỉ có điều lời thốt ra từ trong miệng lại là, xem ra tình cảm của nàng ấy đối với chàng cũng rất sâu nặng. Kỳ thật, nam tử thế gian này đúng là có ưu thế, người có thể trái ôm phải ấp, ngồi hưởng phúc với nhiều nữ nhân cũng không phải là số ít, nếu như chàng có ý, chưa hẳn là không thể. Chu Nguyên ho nhẹ một tiếng, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ở thời điểm này, chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ đều hiểu. Nếu thực sự đáp ứng thì kết cục chỉ có một chữ chết mà thôi thấy được thái độ hiên ngang của chu nguyên yêu yêu chỉ là khẽ mỉm cười chật nàng có chút trầm mặc biểu cảm trở nên chăm chú một chút kỳ thật so sánh với ta khả năng ấu vi ngược lại mới thích hợp với chàng hơn một chút tình huống của ta như vậy tương lai thật sự không biết sẽ là bộ dáng gì trong lời nói cuối cùng là hiển lộ sự bất lực hiếm thấy chu nguyên xoay bàn tay ra nằm lấy bàn tay nhỏ tinh tế non mềm kia của yêu yêu rồi chậm rãi nói loại lời này nàng cũng đừng nói nữa mặc kệ tương lai nàng biến thành cái dạng gì chỉ cần nàng không có giết chết ta thì ta sẽ mãi không bỏ qua. Ánh mắt của yêu yêu chớp động rồi nàng ném thôn thôn ở trong tay xuống. Sau đó ở trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Chu Nguyên. Yêu yêu tiến lên một bước, xa vào trong ngực của hắn. Hai tay tinh tế vòng quanh, ôm chặt lấy hắn. Mà lúc này, ở phụ cận còn có mấy người chưa rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều là như bị xét đánh. Ngay cả Chu Nguyên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc với hành động này của yêu yêu. Ngày bình thường nàng thế nhưng mà rất ít khi hiển lộ cảm xúc như vậy xem ra lời hắn nói lúc trước cũng tạo thành xúc động không nhỏ đối với nàng thế là hắn cười hắc hắc yên tâm thoải mái đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế tham lam người mùi thơm của người ngọc ở trong ngực kia gương mặt của yêu yêu tựa ở trên lồng ngực của chu nguyên đôi mắt đẹp kia thì là nhìn qua phương hướng mấy người tô ấu vi vừa rời đi ánh mắt thăm thẳm không biết đang suy nghĩ chuyện gì ba người tô ấu vi đi ra đại điện trên đường có chút trầm mặc triệu mục thần không chịu được thế là tìm lý do để chuẩn đi ngược lại là võ giao đi theo tô ấu vi sau một hồi mới chậm rãi nói lúc trước ta đúng là cảm thấy rất buồn bực bởi vì không biết nguyên nhân tại sao mà cô nhiều lần nhằm vào ta hiện tại ta đã hoàn toàn minh bạch nguyên nhân chủ yếu hẳn là bởi vì chu nguyên kia trước kia khi còn ở hỗn nguyên thiên võ giao đặc biệt thưởng thức đối với tô ấu vi vẫn muốn giao hảo với đối phương nhưng tô ấu vi làm sao cũng không chịu tiếp nhận ngược lại là còn nhiều lần gây chuyện khiến cho võ giao cảm thấy cực kỳ phiền muộn hiện tại nàng rốt cục đã minh bạch hóa ra là bởi vì chu nguyên lúc này cảm xúc của tô ấu phi có chút xa sút cho nên không có trả lời võ giao nhìn nàng một cái nói cô khả năng cũng đã nghe nói về thân phận chân chính của vị thần nữ đại nhân kia rồi phải không kỳ thật ta cũng không xem trọng bọn họ tới cuối cùng nói không chừng hai bên đều sẽ bị tổn thương tô ấu phi nói khẽ võ giao cô hẳn phải biết tính cách của điện hạ là như thế nào huynh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ cho nên mặc kệ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì huynh ấy đều nhất định sẽ lựa chọn đối mặt mà không phải là buông tay nghe thấy câu nói này của tô ấu phi võ Giao hơi giật mình nhưng rồi nàng chợt gật nhẹ đầu ta cảm thấy cô cũng không cần thiết phải khổ sở như vậy nam nhân trên thế gian này cũng không có gì tốt trong hai năm này chúng ta phối hợp tốt như vậy cùng lắm thì hai chúng ta ở chung đến già cũng thú vị võ dao đụng đụng cánh tay của tô Âu vi trong mắt phượng hẹp dài toát ra ý cười tô Âu vi lắc đầu bật cười lúc này trong hư không mưa to đột nhiên hạ xuống nàng rưỡi cánh tay nhỏ mảnh khảnh trắng nõn của mình ra tiếp lấy nước mưa sau đó nói ta chỉ là đột nhiên có chút hối hận năm đó tại sao lại lựa chọn đi hỗn nguyên thiên mà không phải là ở lại cùng điện hạ võ giáo bất đắc dĩ tổ ấu vi rõ ràng là không bỏ xuống được tên hỗn đàn chu nguyên kia thật là đáng giận ngày đó sau khi kết quả luyện chế tổ long đan do chu nguyên hiệp trợ yêu yêu được công bố thì tên của hắn cũng đã văng dội khắp thành chư thiên này trong những ngày kế tiếp rất nhiều người cũng một lần nữa nhớ lại nam tử đã từng sáng tạo ra kỳ tích ở trong trận chiến tranh trong cổ nguyên thiên vào hai năm trước kia trước đây chu nguyên mất tích hai năm ngược lại là đã làm cho rất nhiều người cảm thán vị thiên kiêu đã từng nổi danh khắp chư thiên này bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiến bộ nhưng ai cũng không nghĩ tới hai năm sau chu nguyên lại lần nữa rời núi hơn nữa lại vẫn như cũ là lóa mắt như vậy tuy rằng rất nhiều người đều có thể suy đoán ra lần này có thể luyện chế ra được tận 26 viên tổ long đan công lao lớn nhất tất nhiên là thuộc về thần nữ đại nhân nhưng bọn họ cũng minh bạch không có thể phủ nhận tác dụng của chu nguyên ở trong đó tối thiểu nhất là trước đây dù từ bắc diễn đã tham gia hiệp trợ luyện đan trong suốt 2 năm nhưng biểu hiện cũng không có mạnh hơn chu nguyên trong chuyện này có cái nguyên do gì thì mọi người cũng không có tâm tình để ý đến chuyện bọn họ quan tâm chỉ là kết quả mà thôi một lần luyện chế được 26 viên tổ long đan trực tiếp là khiến cho tỷ lệ hối đoái tổ long đan ở trong thành chư thiên trượt thạ xuống chuyện này đối với tất cả mọi người đều có thể xem như là một việc vui sướng cho nên liên đới danh khí của Chu nguyên cũng vang dội ở trong thành chư thiên cường giả như mây này đây là tiền lương của chàng trong tháng này trong tiểu viện đầy mùi thơm yêu yêu ôm thôn thôn còn đang ngái ngủ tay ngọc phớt qua lập tức có bốn cái hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn đá mặt ngoài hộp ngọc có khắc rất nhiều quang văn cổ lão ba động quen thuộc phát ra từ đó làm cho hai mắt của trung nguyên cũng trở nên đột nhiên sáng ngời lên hắn cong ngón tay búng ra hộp ngọc mở ra trong mỗi một cái hộp ngọc đều có một viên đan dược tròn trịa trông như mắt rồng mặt ngoài còn có những vầng sáng mông lung những viên đan dược này phát ra mùi thơm nồng nặc hơi nóng từ đó bốc lên như hóa thành sương mù trực tiếp làm cho trong sân trở nên mông lung bên trong làn sương mù này tựa như là tràn ngập sức mạnh của lão tinh thần không gì sánh được chỉ là hít vào một hơi thì cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy nguyên khí ở trong cơ thể của bản thân trở nên sinh động sôi trào đây chính là tổ long đan chu nguyên nhanh chóng đậy nắp hộp ngọc lại trong mắt hiện lên biểu cảm nôn nóng tuy rằng lúc trước trong quá trình luyện đan hắn đã thu lấy không ít tổ long đan nhưng những viên tổ long đan kia cũng không thuộc về hắn tiền lương của ta nhiều đến bốn viên tổ long đan sao chu nguyên nhìn qua yêu yêu có chút ngạc nhiên hỏi tiền lương một tháng chính là bốn viên tổ long đan đó nếu như chuyện này truyền đi thì không biết sẽ khiến cho bao nhiêu cường giả pháp vực cảnh đó mất đây dù sao bọn họ phải đau khổ tìm kiếm tàn hồn của tổ long ở trong hư không chiến trường trong đó không chỉ có phải cẩn thận vô số hoàn cảnh tàn khốc trong hỗn độn hư không còn muốn đối mặt với thánh tộc săn giết mà cho dù chịu phong hiểm lớn như vậy vẫn là có rất nhiều cường giả nguyên anh cảnh pháp vực cảnh phải gom góp mấy tháng thời gian nhưng cũng chưa chắc đã có đủ vật liệu để hối đoái một viên tổ long đan mà hắn nơi này lại có tận bốn viên bàn tay ngọc của yêu yêu chống cái cằm da thịt trắng nõn cơ hồ là có ánh sáng mỏng lưu truyền nàng cười cười nói bình thường tiền lương chỉ có một viên bao viên còn lại là của ta trước kia ta cũng không có quá để ý cho nên không có cầm chẳng qua hiện nay chàng đã đến ta liền lấy cho chàng khi biết nàng dự định lấy tổ long đan những thánh giả kia đều tỏ ra đau lòng hiển nhiên bọn họ cũng biết nàng lấy tổ long đan đến tột cùng là cho ai dùng nhưng cũng không ai dám nói gì tổ long đan là do yêu yêu sáng tạo ra nếu như nàng muốn lấy một chút tiền lương ngay cả quy khư thần điện cũng không nói được lý do để phản đối trước kia nàng không có cầm là không thèm để ý hiện tại muốn lấy thì cũng là chuyện đương nhiên nghe được lời nói của yêu yêu trong mắt chu nguyên lập tức chảy xuống nước mắt hạnh phúc hắn xòe bàn tay ra nắm chặt ngón tay ngọc tinh tế của yêu yêu thâm tình nói thần nữ đại nhân ta không muốn cố gắng buổi tối hôm nay ngao đúng lúc này thôn thôn đang ngái ngủ trong ngực yêu yêu lập tức mở mắt ra nó trưng mắt với chu nguyên trong mắt tràn đầy biểu cảm xem thường yêu yêu cũng tức giận chừng mắt với chu nguyên nàng nhanh chóng rút bàn tay nhỏ của mình về chỉ có điều lúc rút về đầu ngón tay lạnh bút lại nghịch ngợm cọ cọ vào lòng bàn tay của người sau một cái hành động kia kém chút nữa đã câu mất cả ba hồn bảy vía của chu nguyên đi hiển nhiên là nàng cố ý làm như vậy coi như là trừng phạt đối với lời nói khinh bạc lúc trước của chu nguyên ánh mắt của chu nguyên nóng bỏng nhìn chằm chằm vào yêu yêu trong mắt dục dịch và lúc này ngay cả với tâm cảnh đạm bạc kia của yêu yêu thì cũng không nhịn được trong lòng hoảng hốt trên gương mặt trắng nõn nổi lên một vòng ửng đỏ yêu yêu nghiêng đầu tránh né ánh mắt đơn giản như muốn hòa tan nàng vậy của chu nguyên bận bịu nói sang chuyện khác nguyên anh nguyên anh bây giờ của chàng là cao chín tấc bảy hay sao chu nguyên thưởng thức sự xấu hổ hiếm gặp của yêu yêu một lúc sau đó gật gật đầu yêu yêu có chút trầm tư nói chu nguyên ta có một chuyện phải nhắc nhở chàng sau này khi tu luyện chàng phải nhớ kỹ nhất định phải đột phá chiều cao cực hạn 9 tắc 9 của Nguyên Anh thì mới có thể tiến vào pháp vực. Nghe xong câu nói này, con ngươi của Chu Nguyên lập tức co vào, hắn nhìn qua sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc kia của yêu yêu, lông mày cũng nhíu chặt. Đột phá chiều cao cực hạn 9 tắc 9 hay sao? Tất cả mọi người đều biết chiều cao cực hạn của Nguyên Anh là 9 tắc 9, mà còn muốn đột phá cực hạn này. Vậy đơn giản chính là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, tựa hồ từ cổ trí kim không có người có thể đạt tới qua. Chuyện này như thế nào khả năng? Chu Nguyên cười khổ nói. Video tập 151 bộ truyện Nguyên Tôn kết thúc ở đây nhé. Tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất từ Kỳ Quy Truyện.